Ok, lớp xin tất cả các bạn, chào mừng các bạn trở lại với channel Sinh Lê. Và ngày hôm nay thì mình sẽ giải đáp hết tất cả những cái thắc mắc, mà những câu hỏi thường gặp nhất của tất cả những người mà chuẩn bị thi vào đại học ngành thiết kế đồ họa thì hối hận. Thì thật ra thì nó sẽ không phải là các câu hỏi cụ thể, nhưng mà mình sẽ kiểu như là tổng hợp lại và ghi những cái câu hỏi chung chung. Một trong những câu hỏi thường gặp nhất, có lẽ nó là nhất luôn, đấy là câu hỏi đầu tiên, là câu hỏi: anh ơi, em đang dự định thi khối hát nhưng mà ôn trong 1 năm có kịp không? Rồi không thì là người thì là 4 tháng có kịp không? Còn 2 tháng nữa có kịp không? Em hoang mang quá, em mơ hồ quá. Ok, mình muốn kể cho các bạn một câu chuyện, đó là có một cái thằng bạn của mình, không phải chỉ một thằng bạn đâu, mà là rất nhiều người bạn ôn thi cấp tốc trong vòng 1 tháng. Cấp tốc là gì? Cấp tốc là 1 tháng hoặc là thậm chí là 1 tháng, 2 tháng cũng đã đỗ học cùng với mình luôn. Và vẽ cũng không phải là đỉnh cao gì đâu. Nếu mà nói là 1 tháng, 2 tháng có kịp không ấy, thì mình không dám chắc, nhưng mà rất nhiều trường hợp đã đỗ rồi, còn nhiều tháng hơn, hoặc là thậm chí là 1 năm, nhất là 1 năm hoặc 2 năm đi chăng nữa thì dư sức các bạn nhé. Đỗ hay không đỗ còn tùy thuộc vào năng lực và sự cố gắng của các bạn, chứ không phải là các bạn có thể nói là do thời gian ôn luyện được nhá. Các bạn còn phải thử sức đi học và thử sức thi. Thậm chí là năm nay trượt thì các bạn vẫn còn tận 1 năm nữa để có thể ôn thi để luyện thi tiếp mà. Thi đại học là một trong những kỳ thi mà cực kỳ trọng đại, cực kỳ quan trọng trong cuộc đời con người. Năm nay trượt, năm sau đỗ, đó là chuyện bình thường. Và những người vào đại học cùng năm với mình thì cũng khá là nhiều người hơn tuổi, rất là bình thường đó các bạn, nên là các bạn đừng lo, đừng quá kiểu bị áp lực suy nghĩ. Câu hỏi thứ hai thường gặp đó chính là: nếu mà không có năng khiếu vẽ thì có đi thi được không? Các bạn không biết vẽ thì các bạn mới phải đi học. Khi đi luyện vẽ thì gần như là các bạn là một con số 0 ấy, và sẽ được hướng dẫn là cách đo đạc, rồi là cách đi nét. Nói chung là rơi vào khoảng 3% là năng khiếu, còn 7% còn lại là cố gắng. Đấy, vậy nên là nếu các bạn không biết vẽ, các bạn đi học vẽ, các bạn vẫn có thể thi được. Và khi đi thi, các bạn làm sao, các bạn lúc đi học vẽ các bạn phải nhớ được, phải luyện được cái tay, luyện được về vấn đề lý thuyết, cách để đo đạc cho nó chính xác, cho nó chính xác. Khi người ta chấm điểm thi đại học vẽ cho các bạn ấy, người ta sẽ nhận được ra ngay là bạn có phải là một người nghiêm túc không, và các bạn vẽ ra thì nó có đúng, nó có chính xác tỷ lệ, mà nó có nói chung là nó cũng hơi khô khan một tí, chứ nó không phải là kiểu bay bổng như là các bạn biết vẽ là phải sử dụng đến năng khiếu gì quá nhiều đâu. Chung quy lại là các bạn cần phải làm đúng, và các bạn phải nghiêm túc trong việc học thì các bạn sẽ làm đúng và các bạn sẽ đỗ. Nhiều khi có những người mà vẽ đẹp quá thì đến khi đi thi vẽ cái này thì lại thành hỏng. Nó bị kiểu quá, nó bị kiểu điệu, nó bị kiểu phong cách cá nhân quá đà, vậy nên là nó sẽ không đúng được theo gọi là lý thuyết đi, thì người ta cũng không ưng ý cho lắm. Bao giờ người ta cũng muốn là khi bạn vào đại học, bạn sẽ là một cái trang giấy trắng và một cái sự nghiêm túc để người ta có thể dạy cho bạn từ đầu đến cuối, chứ không phải là các bạn giỏi rồi xong rồi các bạn muốn làm gì làm. Câu hỏi thứ ba đó là: tự học vẽ trên mạng hoặc là tự học vẽ ở nhà thì có đi thi được không? Mình nghĩ là không đấy các bạn, bởi vì là nếu mà các bạn mà đi học vẽ thì họ sẽ chỉ cho các bạn rất nhiều thứ. Đi luyện thi vẽ, các bạn vừa phải luyện, các bạn vừa có điều kiện, vừa có người, vừa có tượng để vẽ, vừa có người hướng dẫn và chỉnh sửa cho các bạn. Đây là một cuộc thi, nó giống như là phải học để thi, nó không phải là nhờ hoàn toàn vào năng khiếu là vẽ một người rất là đẹp, vẽ giống theo là xong, không phải thế đâu các bạn. Các bạn sẽ không vẽ được đâu. Câu hỏi thứ tư đó là: luyện thi vẽ ở đâu? Chỗ nhà em không có lớp luyện vẽ thì phải làm sao? Lên mạng, các bạn có thể lên mạng tìm luyện thi vẽ khối hát, luyện thi vào trường này, trường kia, khối nào, khối kia. Các bạn có internet, các bạn phải tìm hiểu những cái đó từ trước rồi. Và nếu ở khu vực của các bạn mà không có, thì sẽ có những cái trường hợp là ở tỉnh xa, mà nơi mà không có lò luyện vẽ chẳng hạn, các bạn bắt buộc phải ở trọ đại học, sau đó là luyện thi. Mình nhớ lại cái hồi mà mình luyện thi đại học ấy, một nửa buổi thì mình học ở trường cấp 3,
và một nửa buổi là mình sẽ đi xe đạp ra bến xe gửi xe, xong rồi đi xe buýt đến trường, đến đến trường gần trường mình để học ở lò luyện thi. Và ngày nào cũng như thế đều đặn, thậm chí là những ngày thứ bảy và chủ nhật thì học nguyên cả một ngày luôn. Nên là nếu mà các bạn muốn đi luyện thi thì các bạn cũng phải rất là cố gắng và thu xếp thời gian, cũng như là những bạn ở xa thậm chí còn phải ở trọ nữa cơ. Khá là vất vả các bạn ạ. Câu hỏi thứ 5. Các bạn rất hay hỏi mình về vấn đề là anh ơi, trường này có thi môn này không? Trường kia có thi môn kia không? Trường này năm ngoái lấy bao điểm? Rồi xong rồi là trường này xét điểm ra sao? Rồi là có cần phải thi văn không? Hay là nó lấy điểm cấp 3 hay là như thế nào? Thì mình cũng nói cho các bạn luôn, đó là mình không làm ở trong bộ giáo dục, hay là không làm ở trong những cái trường học, không làm việc trong các lò luyện thi. Vậy nên là hoàn toàn tất cả những cái thông tin này các bạn phải tìm ở trên mạng, hoặc là hỏi han các bạn bè cùng có cùng cùng đi thi. Khi các bạn luyện thi thì các thầy cô giáo ở trung tâm cũng sẽ hướng dẫn cho các bạn và có nắm bắt được những cái thông tin đấy rất là rõ ràng. Ok, và đó là gần như là 5 câu hỏi mà mình được hỏi nhiều nhất. Và mình cũng lưu ý cho các bạn, đó chính là bây giờ là cũng khoảng đầu tháng 9 là cũng vừa khai giảng đúng không? Thì cũng vào năm mới rồi, nếu mà có ý định thì học về chuyên ngành thiết kế đồ họa thì các bạn cũng bắt đầu nghiên cứu và tìm hiểu về vấn đề đi học vẽ đi. Nó giống như là nếu mà ai mà có cái định hướng và có sự chuẩn bị kỹ càng từ trước đó rồi thì tất nhiên là những người đó sẽ chiến thắng bạn. Đây là một cuộc đua, chuẩn bị trước, bạn tự tin và bạn giỏi hơn những người khác, bạn sẽ giành được cái vé để vào trường. Ok, và mình chúc các bạn năm sau hoặc là năm sau nữa sẽ chuẩn bị tốt để thi đỗ vào đại học mà mình mong muốn, để có thể theo được ngành thiết kế đồ họa. Cảm ơn các bạn đã xem và hẹn gặp lại các bạn vào các video lần sau. Nếu các bạn còn một cái câu hỏi gì thì cứ comment xuống bên dưới, kiểu gì mình cũng sẽ trả lời nhá. Lâu lắm rồi mình mới làm lại những cái video về liên quan đến đồ họa. Ok, bye bye các bạn.